Happy Life xin chào các bạn. Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một người khiến cho các tay chủ sòng bài ở Las Vegas cũng như các nhà quản lý quỹ ở phố Wall đều phải kính nể. Đó chính là giáo sư Edward Thorpe. Một người vừa là giáo sư toán học, vừa là tay cờ bạc hàng đầu và cũng là nhà đầu tư huyền thoại. Có lẽ những điều này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, điều khó tin này vẫn xảy ra trong thực tế. Cuốn sách mà bạn sắp khám phá là một trong những cuốn sách rất quý giá, viết về cuộc đời đầy thú vị của một nhà toán học, một huyền thoại đầu tư phố Wall. Người đàn ông đánh bại mọi thị trường là câu chuyện cuốn hút về một giáo sư toán học sử dụng phương pháp đếm bài để dạy thế giới về cách đánh bại nhà cái và sòng bài. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đại khủng hoảng của Mỹ từ năm 1929 đến năm 1933, nhà toán học huyền thoại Edward Thorpe đã phát minh ra phương pháp đếm bài, chứng minh cho cả thế giới một điều kỳ diệu vốn tưởng chừng bất khả thi. Người chơi bình thường có thể đánh bại nhà cái trong trò Blackjack, Roulette, Baccarat. Được truyền cảm hứng bởi Thorpe, hàng ngàn người chơi trên khắp nước Mỹ đã gia nhập đội quân đếm bài nhằm đánh bại nhà cái. Chính vì vậy, nghiệp đoàn casino ở Mỹ đã phải nghiên cứu nát óc để ngăn không cho Thorpe và đội quân đó chơi bài. Họ làm mọi cách để ngăn cản, thậm chí là thay đổi cả luật chơi theo hướng có lợi cho nhà cái và gây khó dễ cho những người đếm bài. Nhưng dù sao đi chăng nữa, với phát hiện của Thorpe, ngành casino cũng đã thay đổi mãi mãi. Sau đó, Edward Thorpe đã chuyển toàn bộ sự tập trung sang sòng bài lớn nhất thế giới, Phố Wall. Tại đây, Thorpe đã có những phát kiến trên cơ sở vận dụng kiến thức về xác suất học thống kê trong toán học và thực hiện những phát triển của mình để đánh bại thị trường. Chính ông đã mở ra một kỷ nguyên của các quỹ đầu tư định lượng như chúng ta đã thấy ngày nay. Những gì mà Thorpe đã làm được mang đến cho ông danh hiệu người đỡ đầu của nhiều trong số những nhà đầu tư vĩ đại nhất trên thế giới. Warren Buffett, bạn chơi bài bridge thân thiết của Thorpe, khuyên các nhà đầu tư trong quỹ đầu cơ đầu tiên của mình hãy chuyển sang quỹ của Thorpe. Một trong những cuốn sách yêu thích của Bill Gross, nhà sáng lập BIMCO và xây dựng nó thành quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới là cuốn Đánh bại thị trường mà Thorpe viết vào năm 1967. Ken Griffin, nhà quản lý quỹ đang được trả lương cao nhất thế giới, cũng cho biết quỹ của ông chịu nhiều ảnh hưởng từ tài liệu mà Thorpe chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại, Thorpe không đánh bạc nữa. Tôi thích quá trình học hỏi thứ gì đó mới mẻ. Một khi điều đó trở thành công việc đều đều nhàm chán, tôi không thấy hứng thú nữa. Ông nói, Blackjack không được thú vị lắm vì khoản đặt cược quá nhỏ. Nếu bạn thường xuyên đặt cược hàng triệu đô la trên thị trường chứng khoán, vài nghìn đô la trên bàn Blackjack không có ý nghĩa nhiều. Trong ngành nào cũng vậy, sẽ xuất hiện những thời điểm chín mùi để điều gì đó xảy ra. Nếu bạn ở đúng thời điểm đó, bạn sẽ có cơ hội rất lớn. Thiết bị giúp ông đánh bại nhà cái trong trò roulette ra đời hơn một thập kỷ trước khi Apple tung ra chiếc máy tính đầu tiên và sớm hơn một chiếc iPod đầu tiên tới 40 năm. Rõ ràng là thời điểm ông tạo ra chiếc máy tính có thể đeo đầu tiên, mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng. Thay vào đó, Thorpe đã vận dụng kinh nghiệm ở sòng bài vào thị trường tài chính, sử dụng toán học cao cấp để phát triển các chiến lược mua cổ phiếu với số lượng lớn, biến hoạt động đầu tư thành một bài toán. Ông đã giải được nó và tận dụng tốt sự hỗ trợ của máy tính. Có người đã từng hỏi tại sao Edward Thorpe không sao chép người bạn Buffett của mình và thử phương pháp đầu tư giá trị. Phân tích các bảng cân đối kế toán để tìm ra những công ty đang được định giá ở mức thấp hơn giá trị thực. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó hấp dẫn, Thorpe nói. Điều tôi học được từ Ben Graham, cha đẻ của phương pháp đầu tư giá trị, là bạn cần phải cố gắng trong suốt cả cuộc đời. Nếu thời gian có quay trở lại và tôi được đặt mình vào vị trí của Warren, tôi sẽ không làm như vậy. Khi còn trẻ, đầu tư không phải là thứ tôi muốn làm. Thậm chí đến năm 32 tuổi, tôi mới bắt đầu nghĩ về tài chính. Trong khi đó, Buffett chơi cổ phiếu từ năm ông 11 tuổi. Nhưng Thorpe đồng tình với Buffett ở một điểm. Lời khuyên của ông là nếu như bạn không thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì hãy cứ đầu tư theo chỉ số. Những người cố gắng đánh bại thị trường có lợi suất hàng năm thấp hơn 2% so với người chỉ mua một quỹ chỉ số. Và theo thời gian, chuyện sẽ trở nên tệ hơn. Sau 35 năm, con số chênh lệch sẽ lớn hơn nhiều. Đây cũng là lý do khiến ông từ bỏ vị trí
cầm cương quỹ đầu cơ của mình. Tô Ngộ thấy mình sẽ đánh mất cả cuộc đời nếu chìm đắm với Prince Satan, dành cả đời để ngồi đo đếm tiền bạc. Có lẽ bí quyết của Top chính là tự nhận ra mình đã đủ. Trong cuốn sách này, lần đầu tiên bạn sẽ được nghe Edward Top kể về hành trình đi đến đỉnh cao của sự thành công trong sự nghiệp đầu tư của mình. Hành trình được bắt đầu từ những đam mê thời niên thiếu, kết hợp với sự tò mò sâu sắc, dẫn ông đến các công trình nghiên cứu cụ thể, những luận điểm phản biện lại các lý thuyết và các ngộ nhận thông thường trong học thuật. Cuối cùng là ứng dụng những kiến thức này vào thực tiễn chơi bài và đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả. Tư duy thông thái, kiến thức lỗi lạc gắn liền với thực tế của Top đã được hệ thống và trình bày lại trong sách, có thể giúp độc giả, những nhà đầu tư trên thị trường tài chính vững vàng đi qua dòng bão và những thời khắc khó khăn nhất. Đồng thời, kiến thức này sẽ giúp chúng ta phát hiện ra sự gian lận tiềm ẩn, sự lừa lọc của thị trường tài chính để có thể tránh xa, từ đó bảo vệ thành quả và đồng tiền mồ hôi xương máu của mình. Nếu bạn cảm thấy yêu thích sự thú vị cũng như thông thái của Edward Top, bạn có thể tìm mua sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường ở đường link bên dưới video này. Đến đây thì video tuần này xin được phép khép lại. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, nhấp vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh doanh, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.